tôi nghĩ rằng thì là bởi vì rằng thì là cả cuộc đời của tôi thì nó dính dáng tới cái truyền thông nhiều lắm thưa anh. Vâng, thế thành ra đó, do đó mà với Thăng Long TV thì là một trong những cái nơi mà mình nghĩ rằng thì là mình hợp để mà mình nói chuyện mà tâm tình, nói chuyện chia sẻ cái buồn vui, cái thăng trầm, cái nổi trôi theo cái mạch nước thưa anh. Và tôi sinh ra ngay tại trung tâm Hà Nội, và tôi về gia đình cũng là một gia đình cũng khá giàu có và nổi tiếng ở Hà Nội đó. Trước khi mà cái đoàn di cư của những người Bắc mà vào trong Nam đó, thì là người ta di cư năm 54 khi ký hiệp định Geneva đó. Vâng, còn tôi đó thì là tôi di cư vào năm 53. Trở dĩ di cư vào, tôi vào trong năm 53 đó là bởi vì cái tuổi của tôi đó lúc bấy giờ thì là ở Hà Nội đó, thì là họ bắt đầu cái cuộc chiến nó cũng lúc bây giờ thì Hà Nội nó cũng nằm ở trong cái khu chiếm đóng của người Pháp mà. Thành ra do đó mà nó bắt đầu nó kiểm tra dân số, tức là nó tìm, tức là nó xem những các cái người nào mà sắp tới tuổi động viên thì là nó đem nó kiểm tra dân số. Thì lúc bây giờ đó là tôi sinh năm 1934 đó, thì lúc bây giờ là tôi cũng là 18 tuổi rồi, 19 tuổi rồi. Thành ra đó, do đó mà tôi mới gọi là tôi trốn động viên, tôi trốn. Hồ Gươm có từ bao giờ? Không thấy tài liệu nào nói chính xác, chỉ biết cách đây chừng 6 thế kỷ, vào năm 1490, theo bản đồ thời Hồng Đức có tên là Trung Đô Đồ, thì chung quanh kinh thành khi ấy vẫn mênh mông nước. Hồ Gươm là một phần lưu của sông Hồng, có hình loe thắt không đều nhau, chạy dài từ phố Hàng Đào qua phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt tới Hàng Chuối, rồi lại thông ra sông Hồng. Nơi loe nhất gọi là Hồ. Hồ có nhiều tên gọi, nhưng cái tên Hồ Gươm còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm xuất hiện vào thế kỷ thứ 15, khoảng năm 1428, gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho rùa thần, sau khi đã đánh đuổi được giặc nhà Minh ra khỏi bờ cõi. Hồ Gươm giờ đã trở thành di sản văn hóa, viên ngọc quý long lanh giữa lòng Hà Nội ngàn năm tuổi. Vâng, nói đến Hồ Gươm không thể không kể đến tháp rùa. Tháp rùa xây trên gò rùa, nơi xưa kia từ thời vua Lê Thánh Tông đã dựng điếu đài ở đó để nhà vua ra câu cá. Sang thời Lê Trung Hưng, khoảng thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, thì chúa Trịnh cho xây Tả Vọng trên gò, nhưng sang thời Nguyễn thì không còn dấu tích gì nữa. Sau khi Pháp hạ thành Hà Nội năm 1883, thì dân vùng ven hồ siêu tán cả. Các quan Việt cũng đã bỏ sở nhiệm. Riêng có Nguyễn Ngọc Kim làm chức dịch làng tự Pháp ven hồ, được cử làm trung gian giữa quân Pháp và người Việt, tục gọi là Bá Hộ Kim. Năm 1886, thấy huyệt đất trên gò rùa hợp với phong thủy, ông ta liền xuất tiền, xây tháp trên gò. Ngọn tháp kết hợp phong cách kiến trúc châu Âu với hàng cửa cuốn Gothic hai tầng dưới, những phần mái cong giữ quy thức kiến trúc Việt Nam. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết đến bức tượng Thần Tự Do nổi tiếng là biểu tượng của thành phố New York, Mỹ. Bức tượng này đã được người Pháp làm tặng riêng cho nhân dân Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, người Pháp cũng đã giữ lại cho mình một phiên bản thứ hai, nhỏ hơn, đặt ngay bên cạnh dòng sông Seine nước Pháp. Nhưng cũng ít ai biết rằng, vẫn còn một phiên bản thứ ba của tượng Thần Tự Do nhỏ hơn nữa đã được người Pháp mang sang Việt Nam vào năm 1887 trong hội chợ đấu xảo Đông Dương diễn ra tại nhà đấu xảo, nay là Cung Văn hóa Hà Nội. Và người Hà Nội thời đó vẫn gọi bức tượng này một tên giản dị hơn, đó là tượng Bà Đầm Xòe. Và ít năm sau, bức tượng này đã được đặt ngay trên đỉnh tháp rùa. Vâng, đúng vậy. Pho tượng Nữ Thần Tự Do phiên bản thu nhỏ hơn, cao chừng 2,5m này, người Pháp mang sang Việt Nam bày ở triển lãm đấu xảo Đông Dương tại Hà Nội năm 1887. Pho tượng được đặt ở vườn hoa trước cửa Ngân hàng Đông Dương, tức vườn hoa Chí Linh. Nhưng một kỹ sư người Pháp
Dourer đề nghị đặt ngay trên nóc tháp rùa mà người Pháp gọi là ngôi đền nhỏ hay Quy Sơn Tháp. Chi tiết này được viết rất rõ ràng trong cuốn Bắc Kỳ xưa Le Vieux Tolkien của Claude Bories, viết về xứ Bắc Kỳ trong giai đoạn từ năm 1890 đến năm 1894. Lúc ấy, báo chí Pháp thảo luận rất nhiều về vị trí đặt pho tượng này, có nên đặt trên nóc tháp rùa không, và nếu đặt thì tượng tự do sẽ quay mặt về hướng nào. Cuối cùng thì tượng tự do vẫn được đặt trên nóc tháp rùa, mặt quay về vườn hoa Popel, tức quay về tượng Lý Thái Tổ bây giờ. Điều này cho thấy ít nhất tượng nữ thần tự do cũng đã nằm trên nóc tháp rùa trong 6 năm, từ năm 1891 đến năm 1896, trước khi được chuyển về vườn hoa. Hồ Gươm có từ bao giờ? Không thấy tài liệu nào nói chính xác, chỉ biết cách đây chừng 6 thế kỷ, vào năm 1490, theo bản đồ thời Hồng Đức có tên là Trung Đô Đồ, thì chung quanh kinh thành khi ấy vẫn mênh mông nước. Hồ Gươm là một phần lưu của sông Hồng, có hình loe thắt không đều nhau, chạy dài từ phố Hàng Đào qua phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt tới Hàng Chuối, rồi lại thông ra sông Hồng. Nơi loe nhất gọi là Hồ. Hồ có nhiều tên gọi, nhưng cái tên Hồ Gươm còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm xuất hiện vào thế kỷ thứ 15, khoảng năm 1428, gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho rùa thần, sau khi đã đánh đuổi được giặc nhà Minh ra khỏi bờ cõi. Hồ Gươm giờ đã trở thành di sản văn hóa, viên ngọc quý long lanh giữa lòng Hà Nội ngàn năm tuổi. Vâng, nói đến Hồ Gươm không thể không kể đến tháp rùa xây trên gò rùa, nơi xưa kia từ thời vua Lê Thánh Tông đã dựng điếu đài ở đó để nhà vua ra câu cá. Sang thời Lê Trung Hưng, khoảng thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, thì chúa Trịnh cho xây Tả Vọng trên gò, nhưng sang thời Nguyễn thì không còn dấu tích gì nữa. Sau khi Pháp hạ thành Hà Nội năm 1883, thì dân vùng ven hồ siêu tán cả. Các quan Việt cũng đã bỏ sở nhiệm, riêng có Nguyễn Ngọc Kim làm chức dịch làng tự Pháp ven hồ sau, biết tên tuổi các anh để tôn vinh chiến công vang dội lòng người Hà Nội. Đã có người ví Hồ Gươm như lãng hoa giữa lòng Hà Nội, theo tiết trời xuân, hạ, thu, đông. Mỗi tháng, mỗi ngày có sắc thái riêng, đặc trưng cho Hà Nội.